Trang Quỳnh, Bản Màu Giới Hạn, tập 248, Ba Hoa Mang Họa. Ông Quỳnh, con heo con sống chuồng rồi kìa, ông thầy bắt nó lại đi. Không có chuyện đó đâu, bảnh dài thế này mà đi bắt heo à? Cho cái roi vào mông thì hết bảnh dài ngay. Ý để con bắt nó. Cỡ mày mà đòi thi chạy với tao, chứ cần một cú phóng là tao tóm mày ngay. Hấp. Bịch. Đồ heo, đồ lợn, đồ uống yến. Đứng lại. Chết, nó chui vào hậu trường của gánh ảo thuật rồi. Lợn, mày ở đâu? Chuyện gì vậy em? Con gái mà khóc, chống thành bà cụ lắm, nín đi. Ông của em bị sao ấy mà nằm cứng đơ à? Ông bị trúng gió, để anh cạo gió là khỏi ngay. Rột. Cạo mạnh như nạo dừa mà ông vẫn không tỉnh. Giật tóc mai. Bực. Cũng không tỉnh. Hù, anh làm ông của em chết nguẻo rồi. Làm ơn mắc oán rồi, ông mà chết thật thì mình mang họa. À, mày đây rồi. Lên đây cứu ông cụ. Axi. Cái gì hồi quá vậy? Hả? Ai để con heo lên mũi ta vậy? Ha, ông tỉnh lại rồi. Chữa bệnh cứu gì mà lấy heo ịn vào mũi người ta. Hồi thế này thì chết rồi cũng phải sống lại nữa kìa. Dù sao thì anh cũng làm cho ông của em tỉnh lại. Anh giỏi quá. Lát nữa khán giả tới còn trả tiền lại cho họ. Ông diễn không nổi đâu. Tiền con lỡ đi chợ hết rồi. Đừng lo, để con diễn cho. Cháu biết làm ảo thuật à? Dạ, giỏi luôn ạ. Đợi một chút, anh em con heo về nhà và lấy đồ hóa trang. Hè, ảo thuật gia Ấn Độ đây, ra giới thiệu đi. Kính thưa bà con, hôm nay gánh ảo thuật của con có sự góp mặt của một ảo thuật gia nước ngoài. Xin giới thiệu ảo thuật gia người Ấn Độ tên là Karikai. Karikai xin kính chào bà con. Hôm nay Karikai tôi xin biểu diễn vài màn ảo thuật rất là cay, mời bà con thưởng thức. Món cay thứ nhất, xin mời một vị nào đó lên đây. Cứ lên cho. Xin chú ngồi yên giùm Karikai. I like cay sai balabata beletele. Ông nói gì vậy? Karikai đọc thần chú tiếng Ấn Độ, xin bà con đừng thắc mắc. Karikai đọc thần chú xong, giở cái mền ra, chú này sẽ thành một con khỉ. Ôi, ngứa quá. Ngứa là hiện tượng mọc lông. Karikai đọc câu thần chú cuối cùng thì chú sẽ thành con khỉ. Không, tôi không muốn thành khỉ. Ông đọc thần chú mà tôi ngứa khắp người, ghê quá. Trong cái mền có lông của gai mắt mèo, không ngứa sao được. Mời một vị khác lên giúp Karikai biểu diễn. Thôi, chả thèm làm khỉ đâu. Không ai chịu lên thì Karikai xin hủy bỏ buổi biểu diễn. Trả tiền lại. Trả sao được, quý vị không hợp tác với Karikai để biểu diễn, chứ có phải Karikai không diễn đâu mà đòi tiền lại. Thôi thì để Karikai biến tất cả quý vị thành khỉ cho vui nhà. Biển. Ôi, ngứa quá, chạy đi, kéo thành khỉ hết đó. Anh làm sao mà họ chạy hết vậy? Bỏ lòng mắt mèo vào khăn, phải xuống cho họ ngứa, họ tưởng sắp thành khỉ, hi hi. Tưởng cháu biết biểu diễn ảo thuật, ai dè lại bày cách để đuổi người ta đi. Chứ ông không diễn được thì làm sao, phải có cách cứu bồ chứ. Dọn đồ lên xe, mình đi chỗ khác, ở đây diễn không ai xem nữa đâu. Anh hại ông cháu em đó, làm ơn mắc oán thêm một lần nữa, chán. Ông Karikai ơi, chủ nhân của tôi muốn gặp ông. Ta là đại thương gia Trung Quốc, rất tiếc là ta không được thấy cả nông biến họ thành khỉ. Không biết ông có làm được thật không vậy?
Không tin hả? Tôi sẽ biến ông thành khỉ đây. Ê, đừng có chơi dại. Ta rất thích xem ảo thuật. Ông còn trò nào độc đáo hơn không? Vô số, nào là biến người thành khỉ, biến gà thành trứng. Độc đáo nhất là biến đất thành vàng thật. Vậy chính xác ông là nhà ảo thuật hay là pháp sư? Cả hai, có lúc tôi là ảo thuật, có lúc tôi là pháp sư, dùng phép để biến hóa. Lão có thể biến đất thành vàng thật, ta sẽ giàu nhờ lão. Thế thì mời ông về thuyền của ta để biểu diễn cho ta xem. Lên thuyền tôi bị say sóng, không đi. Thuyền đậu tại bến chứ đâu có ra khơi mà sợ bị say sóng. Tôi sợ thuyền lắm, không đi là không đi. Bắt cóc lão cho ta. Tội bắt cóc nặng lắm. Lão là người nước ngoài, bắt lão không ai biết đâu, bắt đi. Hê, buông tôi ra, bởi người ta tạo bắt cóc Ấn Độ. Hừ, bao nhiêu lần rồi mà cũng không chừa, cứ bà hòa cái mồm cho đá để mang họa. Chắc hẳn họ bắt mình cái vụ biến đất thành vàng, phải tìm cách đối phó. Còn gói lòng mắt mèo đây, có cách đối phó rồi. Mình ráng ói đầy thuyền để họ đuổi mình đi. Oa oa. Cha nội, ói gì mà ngập cả phòng vậy, khiếp quá. Đeo thùng cho chả ói. Hừ, mấy lão tàu này cũng đáo để ghê, không ói nữa, mệt quá. Ói đã chưa, biểu diễn cho ta xem đi, ta thích mạng biến đất thành vàng. Lấy cho tôi một cái chén có đựng đất. Ta đã chuẩn bị sẵn rồi đây. Tôi vào phòng trong làm phép một chút. Chát lòng mắt mèo vào đáy chén, ông nào cầm vào sẽ bị ngứa. Tôi cần một người thật thông minh và có đạo đức để cầm cái chén cho tôi đọc thần chú. Mày cầm đi, mày có vẻ thông minh đấy. Tôi nói trước, nếu người cầm cái chén không phải là người thông minh và có đạo đức thì đất sẽ không biến thành vàng được. Trái lại, người cầm cái chén sẽ bị hóa thành khỉ. Liệu đó mà chọn người cầm chén? Vậy chắc tôi thành khỉ quá. Tôi dốt như bọ mà ác như ma thì làm sao có thông minh đạo đức? Khi tôi đọc thần chú mà ông cảm thấy tay cầm chén bị ngứa thì phải lập tức buông ra. Đó là dấu hiệu ông sắp bị hóa thành khỉ. Thần vàng, thần vàng, thần vàng, vàng vàng. Ôi ôi, ngứa tay quá. Con không cầm chén đâu, con sợ bị thành khỉ lắm. Con không có thông minh và đạo đức. Tìm đứa khác. Ôi ngứa, con cũng sắp thành khỉ. Tìm đứa khác. Ôi ngứa. Cả một thuyền mà không có lấy một đứa đủ thông minh và đạo đức. Để ta cầm. Á, ngứa. Vậy là ông chủ cũng không có thông minh mà cũng chẳng có đạo đức, không hơn gì tụi con. Ní, cấm xúc phạm tao, cốt. Không có người đủ tiêu chuẩn cầm chén thì làm sao tôi biến đất thành vàng được. Được rồi, về nhà ta sẽ nhờ ông anh ta cầm chén. Ông ấy là một đại sư vừa thông minh vừa đạo đức. Hả, chở tôi về bên tàu hả? Tôi không qua bên tàu đâu, tôi về đây. Thuyền đang ở ngoài khơi, ông về bằng cách nào? Vậy là mình bị bắt cóc rồi. Nghe nói bên tàu hay có cái vụ bán trẻ con cho mấy tiệm làm bánh bao để lấy thịt làm nhân bánh. Thế nào rồi họ cũng phát hiện ra mình là trẻ con. Họ sẽ tức giận mà đem bán cho tiệm bánh bao. Mình sẽ thành cái bánh bao. Làm cách nào để thoát đây? Trừ ông chủ ra, trên thuyền này không ai được ngồi không cả. Tìm việc làm đi. Nhưng tôi là khách mời, khách cũng phải làm việc. Tôi chỉ biết nấu món cà ri thôi. Ai biết ăn thì tôi nấu, không thì tôi cứ ngồi chơi. Hay đó, nghe nói món đó ngon lắm, nấu đi. Lại bà Hoa gặp nạn nữa rồi. Tưởng họ không biết ăn cà ri, mình có biết nấu cà ri đâu. Nghe nói món cà ri cay lắm, mình nấu đãi món gì cho thật cay. Họ không biết đâu. Sẵn cá đây, nấu cà ri cá. Sẵn thúng ớt đây, cho hết vào.
Tôi nghe nói cà rì nói với thịt dê, sao ông lại nói với cá? Cà ri dê là để cho người bình dân ăn, cà ri cá là để cho giới thượng lưu ăn. Ăn đi. Mà mùi vị kinh quá. Khà. Khò. Cày xé miệng luôn. Nấu ăn tào lao cho ổng một trận. Ha ha, cá thuyền cháy miệng. Cứ ngồi trên đó luôn đi, xuống là bầm mình đó. Cái cột bồm chắc lắc dữ quá, chóng mặt quá. Có bồm thì thuyền mới đi được, không có bồm thì không đi. Có cách thoát rồi. Mấy chàng ngủ hết rồi, chỉ còn một ông lái thuyền thức, leo xuống. Nhắm thật kỹ. Vút. Con. Ông xỉu rồi, ra tay. Cắt nát cánh bồm. Chỉ cần cắt một chút, gió sẽ xé toạc ra. Xong, tìm chỗ trốn. Hình như thuyền không chạy. Hả, sao lại như thế này? Ha ha, cánh bồm như lá cờ đám ma. Lão Ấn Độ đâu? Chắc lão rơi xuống nước rồi. Gió mạnh đến nỗi rách bồm thế này thì ở trên đó làm sao lão chịu nổi. Vậy là không còn ai biến đất thành vàng cho ta. Chở thuyền, quay vào bờ mua bồm khoác. He he, nấp ở đây đố ai tìm ra. Tới bến, lội vào bờ. Lão Ấn Độ kia, bắt lão cho ta. Bà chú ơi, có người bắt cóc trẻ con. Không có, trời được bắt chứ không phải bắt cóc. Thì ra chỉ là một thằng nhóc bà hòa. Nó là mình tưởng nó là pháp sư Ấn Độ nên bắt cóc nó. Rồi nó cắt nát cánh bồm để mình phải quay vào bờ cho nó thoát. Thằng nhỏ bà hòa mà thông minh thật. Nó làm sao mà ai cầm cái chén cũng bị ngứa vậy nhỉ? Ra chợ mua cho một con heo quay về cho tao làm đám giỗ. Tiền nè. Cất tiền cho cẩn thận. Mày mà làm mất tiền thì chết với tao. Bỏ vào túi áo ghim lại, không bao giờ mất. Có ai giúp tôi với? Chuyện gì vậy chú? Tôi không thấy đường, bị vấp phải hòn đá nên bị té. Cái tay nải thức xuống sông, làm ơn tìm giùm tôi. Cái tay nải còn đây mà. Tôi có hai cái lận. Để con tìm cho. Ẩm. Không thấy chú ơi. Không thấy thì thôi, cảm ơn. Hả? Tiền đâu mất rồi? Chú ơi, chú có thấy ai lấy tiền của con không? Tao đuôi mù thế này làm sao mà thấy. Hu hu, về này thì chết đòn với ông cha dượng rồi. Chuyện gì mà khóc như cha chết vậy? Cha tao chết lâu rồi. Chết lâu rồi mà giờ mới khóc. Tao bị mất tiền. Có mấy đồng bạc mà giữ cũng không nổi, tệ quá. Tại tao xuống sông tìm tay nải dùm ông mù. Tao cởi áo để trên bờ nên mới mất, chứ tao đâu có tệ đến thế. Mày bị ổng lừa rồi, ổng không có bị mù. Sao mày biết ổng không bị mù? Tao mới gặp ổng, tao thấy ổng né 7 phần trên đường đi. Mù thì không thể nào né như thế. Vậy thì là ổng lấy, chạy theo đòi lại. Chú ơi, trả tiền cho con. Tao đuôi mù thế này làm sao thấy đường mà lấy tiền của mày. Chú đâu có bị mù, chú né 7 phần một cách dễ dàng mà mù sao được. Đợi cho tao cái mù mà mày bảo tao không mù, tao đánh à. Chú có thấy đường đâu mà đánh. Tao quờ đại, trúng đâu thì trúng. Đánh ra cho tao đi, tao không lấy tiền của mày. Ổng cứ nói là bị mù, không thấy đường lấy tiền làm sao mà buộc tội. Theo ổng, tìm cách lật tẩy, ổng không bị mù, tao bảo đảm. Nặng quá, nghỉ chân một chút. Tao có một hào đây, mày làm bộ đi ngang qua mặt ổng rồi đánh rơi tiền. Ha, nó đánh rơi tiền. Có thêm một hào. Ê, sao mày lấy cái tay nải của tao? Trả lại cho tao. 100% là không mù, chạy tới nhà chú luôn. Chuyện gì? Bẩm ông Lý, tụi nó không thương người mù lòa. Tụi nó lấy cái tay nải của con.
Bị mù mà sao biết ta là ông Lý? Còn ngửi được mùi ông Lý? Ta chứ có phải mắm rút đâu mà có mùi. Đứa nào lấy? Dạ thằng này. Có tàn chứng không? Đó, nó đang cầm cái tay nải của con đó. Hỏi nhỏ nghe. Dạ. Ông có bị mù không? Dạ mù 100%. Mù mà thấy người ta đánh rơi tiền. Mù mà rượt tụi nó chạy như gió. Mù mà biết mặt đứa lấy tay nải của mình. Ta sẽ chữa bệnh mù miễn phí cho ông. Đánh 50 hẹo cho hết mù. Ái ái, con không có mù. Chưa đánh hẹo nào đã sáng mắt. Ta chữa bệnh mù giỏi thật. Cấm chối chuyện nữa đấy. Trả tiền lại cho thằng nhỏ này. Tiền nè. Còn 1 hào của con đánh rơi nữa. Hừ, có 1 hào mà cũng đòi trả nè. Đánh 10 hẹo về tội giả mù đi lường gạt. Cho chữa cái tội lừa lao động. Giả mù lòa để lường gạt người khác. Lần sau tao gặp tao thì phải chào, nghe chưa? Ôi, tao là người lịch sự. Chào tao thì tao chào lại. Chào tao không có xúc cân đâu mà lo. Có thế mà cũng đánh tao. Tụi mình sẽ cho ổng một trận. Tập trung thật đông lại cho tao. Đứng rải dọc theo đường. Ông để tới đứa nào thì đứa đó chào. Ông thích chào thì chào cho đã. Ông Lý tới. Chào ông Lý ạ. Ừ, chào. Chào ông Lý ạ. Ừ, chào. Chào ông Lý ạ. Ừ, chào. Chào ông. Thôi, miễn chào. Sao không đứng chụm lại một chỗ chào tao một lần mà lại đứng rải ra như vậy? Tao chào lại mệt muốn chết. Tại ông Lý thích chào nên tụi con đãi ông một chầu chào. Thằng quýnh đầu tèo để chọc mình. Tao sẽ cho mày bé mặt một trận cho chữ cái thối chăm chọc người khác. Mấy đứa giỏi lắm, lại nhà tao thưởng cho. Ha ha, chào nhiều có thưởng. Ngày mai chặn đường ông Lý chào nữa. Đừng có mờ, tại tao muốn làm thằng quýnh què mặt nên mới thưởng tụi mày lần này thôi. Để thưởng công chào tao, tao thưởng tiền cho chúng mày đây. Hả, có 1 xu thôi ạ, đâu có đủ mua gói xôi. Một cái chào đáng giá 1 xu thôi. Riêng thằng Quýnh là đứa biết dạy bảo chúng mày chào tao, tao có phần thưởng trọng hậu cho nó. Ồ, cái gói gì lớn quá. Mở ra xem đi Quýnh. Ô hô, 1 tấm vải phủ lưng ngựa, không đáng 1 xu. Ổng làm mình bé mặt đây. Ha ha. Chúng mày không biết gì cả, ông Lý quý tao lắm nên mới tặng tao cái này. Tấm vải phủ lưng ngựa chứ có gì đâu mà quý. Phủ cái đầu mày thì có. Đây không phải là tấm vải phủ lưng ngựa mà là cái áo choàng của ông Lý. Cảm ơn ông Lý đã tặng con chiếc áo choàng quý giá. Rõ ràng là tấm vải phủ lưng ngựa mà nó nói là áo choàng của mình. Vậy là... Ý của mày nói tao là con ngựa của mày phải không? Con đâu dám nói thế. Thì vải phủ lưng ngựa mà phủ lên lưng tao thì tao là con ngựa chứ còn là gì nữa. Đó là ông nói, không phải còn nói. Ha ha. Tao mà bắt được mày, tao bỏ mày vào cối xay bún cho mày thành cọng bún luôn.